Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Câu chuyện quốc tế. Quý vị và các bạn thân mến, Liên bang Thụy Sĩ là một quốc gia nằm ở Trung Âu, phía Bắc giáp Đức, phía Nam giáp Ý, phía Tây giáp Pháp, phía Đông giáp Áo và Liechtenstein. Quốc gia này có diện tích khoảng 41.290 km², dân số khoảng 8,57 triệu người vào năm 2019. Dù là đất nước nhỏ và không có nguồn tài nguyên gì đáng kể, Thụy Sĩ là một nước phát triển nổi tiếng trên toàn cầu và là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới. Theo kết quả nghiên cứu của ngân hàng Credit Suisse công bố ngày 21 tháng 10 năm 2019, với tài sản bình quân của người trưởng thành là khoảng 564.650 đô la Mỹ, Thụy Sĩ tiếp tục là quốc gia có số người giàu nhất thế giới, đứng đầu về thu nhập trên toàn cầu. Thụy Sĩ có nền giáo dục phát triển toàn diện và nổi tiếng với chất lượng rất cao. Có lẽ vì vậy, quốc gia này có tới 25 người đạt giải Nobel. Đây cũng là nơi có thác Rai, thác nước cao nhất châu Âu, và đập Grandi Dixon là đập bê tông trọng lực cao nhất thế giới, 285m, trọng lượng nặng nhất với 15 triệu tấn, nặng hơn cả kim tự tháp, hoàn thành vào năm 1957. Đất nước Thụy Sĩ đã không xảy ra bất cứ cuộc chiến tranh nào từ năm 1815 cho đến nay. Trong nhiều thế kỷ, quốc gia nhỏ bé bên dãy Alps này đã kiên định với một chính sách quốc phòng trung lập cho các vấn đề toàn cầu. Thụy Sĩ không phải là quốc gia trung lập duy nhất trên thế giới. Các quốc gia như Ireland, Áo và Costa Rica đều giữ lập trường không can thiệp tương tự, nhưng Thụy Sĩ vẫn là quốc gia trung lập lâu đời nhất và có uy tín nhất. Vậy làm thế nào mà Thụy Sĩ có thể có được vị trí độc đáo của mình trong nền chính trị thế giới như vậy? Nguồn gốc của quốc gia trung lập lâu đời nhất châu Âu và thế giới này bắt đầu từ cuộc chiến tranh Pháp-Thụy Sĩ, cụ thể là sau trận Marignano, trận đánh trong giai đoạn cuối của cuộc chiến tranh Liên minh Thần Thánh 1508-1516. Trong thời Trung Cổ, người Thụy Sĩ rất giỏi chiến đấu. Những chiến binh của họ tham gia các lực lượng đánh thuê khắp châu Âu, nhờ đó mà họ có được số của cải lớn. Vào đầu thế kỷ 16, quân đội Thụy Sĩ đã giành được nhiều chiến lợi phẩm từ việc cướp bóc và chiếm nhiều miền Bắc nước Ý, bao gồm Milan, cứ điểm then chốt của quân đội Pháp. Quân đội Pháp, dưới thời quốc vương mới và trẻ tuổi Francis, đã quyết định gây bất ngờ cho người Thụy Sĩ bằng một cuộc tiến quân nguy hiểm trên con đèo vắt qua dãy Alps và đổ xuống vùng đồng bằng Milan. Để tránh một cuộc xung đột bất ngờ và yếu thế hơn hẳn, quân đội Thụy Sĩ bắt đầu đưa ra các điều khoản thỏa thuận với quân đội Hoàng gia Pháp. Tuy nhiên, các nỗ lực đó đã không thành công và Thụy Sĩ buộc phải chuẩn bị cho một cuộc chiến một mất một còn. Phía Thụy Sĩ có khoảng 22.000 quân, phải đối mặt với một đội quân Pháp gần 40.000 người, với những đội quân đánh thuê khét tiếng như Lanzknecht, Lancer và pháo binh đáng gờm của quân Đức đánh thuê cho Pháp. Binh lính Thụy Sĩ có vẻ đã quá lạc quan và không quá quan tâm đến những con số áp đảo đó, vì vài năm trước trong trận đánh Novara, họ cũng đã từng chiến thắng một đội quân đông có quân số đông gấp 3 lần. Trước trận chiến, vua Francis quyết định bố trí hàng chục đại bác cỡ lớn dọc theo các tuyến tiền tuyến ở trung tâm đội hình và kỵ binh trải rộng hai bên sườn. Đây là lối đánh rất đơn giản và phổ biến vào thời bấy giờ. Tuy nhiên lại khó có thể khắc chế được chiến thuật này, nhất là với quân số chỉ bằng một nửa. Phía Thụy Sĩ thì ngược lại, họ hoàn toàn không có lực lượng pháo binh hay kỵ binh mà chỉ trông chờ vào lực lượng bộ binh. Chiến lược của họ là tấn công vào trung tâm của quân Pháp, nghĩa là lao đầu thẳng vào các khẩu pháo, giữ vị trí và xoay pháo binh xung quanh để bắn vào quân Pháp. Chiến thuật này đã được người Thụy Sĩ sử dụng thành công một lần trong quá khứ và họ có cơ sở để tin vào chiến thắng dù quân số chỉ bằng một nửa so với Pháp. Lính Thụy Sĩ tấn công ngay trước khi mặt trời lặn, nhanh đến mức pháo binh của Pháp gặp khó khăn trong việc khai hỏa vào lực lượng bộ binh đang xông đến. Quân Thụy Sĩ chiếm được một số khẩu pháo và bắt đầu xoay nòng bắn vào quân Pháp. Lực lượng đánh thuê của Đức đã chiến đấu cực kỳ máu lửa, gây khó khăn lớn cho quân đội Thụy Sĩ, khiến phía Thụy Sĩ buộc phải rút lui. Trận chiến kết thúc khi mặt trời lặn. Ngày hôm sau, cuộc chiến lại tiếp tục và phía Thụy Sĩ lại tiếp tục sử dụng chiến thuật cũ. Tuy nhiên lúc này ưu thế bất ngờ đã không còn. Pháo binh Pháp đã có sự chuẩn bị trước và được bọc hậu bằng nhiều đơn vị thiện chiến, bao gồm cả kỵ binh. Trong diễn biến tiếp theo của cuộc chiến, pháo binh của Pháp đã đập tan các đội hình bộ binh trung tâm được tổ chức chặt chẽ của Thụy Sĩ ngay trong vài giờ đầu.
Không nản lòng, lính Thụy Sĩ vẫn tiếp tục tiến tới lao thẳng vào nòng pháo của quân Pháp. Theo những nhà nghiên cứu sử học, nhiều tài liệu đã ghi lại việc pháo binh Pháp gần như xé nát đội hình của quân đội Thụy Sĩ. Tuy nhiên, những người còn lại vẫn tiếp tục tiến lên. Họ chiến đấu như những vị thần, không biết sợ hãi và không hề nao núng, dù từ đầu đến chân phủ đầy máu của đồng đội. Và phía trước là hàng chục khẩu đại bác cùng kỵ binh của Pháp đang sẵn sàng tiếp đón họ. Thậm chí, đội hình của quân đội Thụy Sĩ dù mỏng nhưng vẫn được giữ vững ngay cả trong khi kỵ binh đánh thuê của Đức và pháo binh của Pháp tấn công áp đảo nhất. Trận chiến bất phân thắng bại khi cả hai bên đã quá chảy cối, cho đến khi các lực lượng quân sự của quân đội Vernier liên minh với Pháp xuất hiện, tấn công vào hai cánh của quân đội Thụy Sĩ, phía Thụy Sĩ mới chịu rút lui. Tuy nhiên, phía Thụy Sĩ đã phải trả giá đắt khi họ mất tới một nửa lực lượng, trong khi đó chỉ tiêu diệt được khoảng 5.000 lính Pháp. Điều này dẫn đến việc Thụy Sĩ ngay lập tức ngồi vào bàn đàm phán hòa bình với người Pháp với những điều khoản dài hạn. Hiệp ước có một điều khoản hòa bình trọn đời nêu rõ, cả Pháp lẫn Thụy Sĩ sẽ không bao giờ gây chiến với nhau, cũng như liên minh với kẻ thù của đối phương để chống lại nhau. Điều khoản này vẫn tồn tại cho đến khi cuộc cách mạng Pháp nổ ra và những người Pháp đi theo cách mạng đã xâm chiếm vào Thụy Sĩ. Tuy nhiên, phía Thụy Sĩ vẫn không hề phản kháng. Sau khi cách mạng Pháp kết thúc, phía Pháp đã xin lỗi Thụy Sĩ và trao trả toàn bộ phần lãnh thổ mà lực lượng cách mạng đã chiếm mất của Thụy Sĩ. Qua nhiều thế kỷ, lập trường trung lập của Thụy Sĩ ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn khi nước này đứng ngoài gần như mọi cuộc xung đột của châu Âu. Thụy Sĩ duy trì lập trường trung lập của mình qua chiến tranh thế giới thứ nhất khi nước này điều động quân đội và chấp nhận người tị nạn, nhưng từ chối đứng về bất kỳ phía nào về mặt quân sự. Trong khi đó, năm 1920, Hội Quốc Liên, tiền thân của Liên Hợp Quốc ngày nay mới thành lập, cũng đã chính thức công nhận tính trung lập của Thụy Sĩ và thành lập trụ sở chính của tổ chức này tại Geneva. Trong chiến tranh thế giới thứ hai, suýt nữa Đức tấn công Thụy Sĩ, sự việc căng thẳng đến mức Thụy Sĩ đã vũ trang toàn dân cho cả phụ nữ và người lớn tuổi, quyết chiến đấu tới người cuối cùng nếu bị tấn công. Tuy nhiên, chiến dịch tấn công vào Thụy Sĩ đã bị Đức hủy bỏ vào phút chót và không bao giờ xảy ra cho đến khi chiến tranh kết thúc. Kể từ chiến tranh thế giới thứ hai, Thụy Sĩ đã thực hiện một vai trò tích cực hơn trong các vấn đề quốc tế thông qua hỗ trợ các hoạt động nhân đạo, nhưng quốc gia này vẫn kiên quyết duy trì lập trường trung lập trong các hoạt động quân sự. Quốc gia này chưa bao giờ gia nhập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO hay Liên minh châu Âu và chỉ mới gia nhập Liên Hợp Quốc vào năm 2002. Mặc dù có vị thế trung lập lâu đời, quốc gia này vẫn duy trì một lực lượng quân đội cho mục đích quốc phòng và yêu cầu tất cả nam giới trong độ tuổi từ 18 đến 34 thực hiện nghĩa vụ quân sự bán thời gian. Là đất nước trung lập, nhiều tổ chức quốc tế lớn đã chọn đặt trụ sở tại Thụy Sĩ. Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, Tổ chức Y tế Thế giới, Tổ chức Lao động Quốc tế, Liên minh Viễn thông Quốc tế, Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn cùng hàng trăm tổ chức quốc tế khác. Các tổ chức thể thao quốc tế cũng chọn Thụy Sĩ để đặt trụ sở chính như Liên đoàn Bóng đá Thế giới, Liên đoàn Bóng đá Châu Âu, Ủy ban Olympic Quốc tế, Liên đoàn Bóng rổ Quốc tế, Liên đoàn Khúc côn cầu trên băng Quốc tế, Liên đoàn Xe đạp Quốc tế. Việc các tổ chức chọn Thụy Sĩ để ký kết các nghị định, hiệp ước, hội nghị, diễn đàn không chỉ giúp mang lại một số tiền đáng kể cho ngân sách mà còn tạo uy tín, ảnh hưởng của Thụy Sĩ đối với thế giới. Rất nhiều thiên tài chọn Thụy Sĩ làm nơi sinh sống để tận hưởng tự do và hòa bình, như nhà bác học thiên tài Albert Einstein, vua hề Charles Chaplin, ngôi sao điện ảnh số 1 Italia Sofia Loren. Những thiên tài nổi tiếng người Nga cuối cùng đã chọn Thụy Sĩ để sống như Lev Tolstoy, Tchaikovsky, Igor Stravinsky. Thụy Sĩ cũng được xem là xứ sở của các ngân hàng. Từ lâu, các ngân hàng Thụy Sĩ là nơi tin cậy cho những người gửi tiền, bởi các ngân hàng ở đây phải thực thi các điều luật giữ bí mật tài khoản cho các thân chủ thuộc đạo luật về ngân hàng và quỹ tiết kiệm được ban hành vào năm 1934. Trong đó quy định kẻ nào tiết lộ số tiền của người khác gửi vào ngân hàng sẽ bị phạt tù 6 tháng và 20.000 franc. Đó là đạo luật khá khắc nghiệt nhưng góp phần tạo nên sức hấp dẫn của trung tâm tài chính này, được ra đời bởi nguyên nhân như sau. Từ năm 1933, khi phát xít Đức lên nắm quyền ở Đức, lấy khủng bố làm công cụ điều khiển đất nước,
linh cảm những điều chẳng lành rồi sẽ xảy ra, nên nhiều thương gia, những gia đình giàu có đã bí mật mang tiền gửi vào các ngân hàng của Thụy Sĩ, quốc gia láng giềng tuyên bố trung lập từ năm 1815. Gestapo, cơ quan mật vụ Đức, đã biết được việc này và theo chỉ thị của giới cầm quyền đã mở chiến dịch thu hồi và tịch thu các khoản tiền đó về Đức. Để thực thi, Gestapo đã phái một điệp viên trẻ tuổi, đẹp trai có tên là Thomas, 26 tuổi, có vỏ bọc là thương gia đến Thụy Sĩ du lịch. Điệp viên này tạm trú tại một khách sạn nhỏ ở ngoại ô thành phố Zurich. Thomas không chỉ nói tiếng Đức mà còn giỏi tiếng Ý, tiếng Pháp, những ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi ở Thụy Sĩ. Trước khi là nhân viên của cơ quan mật vụ Đức, Thomas đã tốt nghiệp trường trung học thương mại và có một số năm làm việc ở ngân hàng. Đến Zurich, Thomas đã dành phần lớn thời gian tiếp xúc với các nhân viên ngân hàng. Câu chuyện của hắn thường xoay quanh vấn đề về cách gửi tiền như thế nào để có lợi nhất. Từ những lần như vậy, khá nhiều nhân viên ngân hàng có cảm tình với chàng thanh niên người Đức hoạt bát, lại hiểu khá sâu về nghề nghiệp của họ. Họ vui vẻ nhận lời dự những bữa ăn tối ở ngoại ô, đến tham quan khu nghỉ mát có nhiều cô gái Đức xinh đẹp đang nghỉ. Trong các cuộc rượu, những chuyến dạo chơi vui vẻ là cơ hội để nhân viên mật vụ Đức sau này tìm ra được những người cần thiết. Chỉ cần trả cho họ một ít tiền là họ sẵn sàng chia sẻ nghề nghiệp. Các dòng tin tức về con người, địa chỉ, ngân hàng gửi tiền của người Đức liên tục chuyển về Berlin. Tháng 3 năm 1933, Gestapo cử thêm 2 nhân viên sang hỗ trợ cho Thomas. Bằng những biện pháp tinh tế, nhóm điệp viên ngày càng phát huy hiệu quả. Mỗi khi nhận được báo cáo của Thomas, Gestapo đều triệu những người gửi tiền ở Thụy Sĩ lên để thẩm vấn. Lo sợ bị giết, họ đều phải viết đơn yêu cầu ngân hàng ở Thụy Sĩ chuyển ngay toàn bộ số tiền đó về Đức. Đến cuối năm 1933, Đức Quốc xã đã chiếm được phần lớn số tiền mà người Đức gửi ở ngân hàng Thụy Sĩ. Báo chí các nước như Anh, Pháp, Mỹ, Thụy Điển làm rùm beng việc này, cho rằng các nhân viên ngân hàng Thụy Sĩ đã bán đứng thông tin về chủ tài khoản người Đức cho Gestapo. Cơ quan an ninh Thụy Sĩ vào cuộc, họ lần ra dấu vết của Thomas, nhưng điệp viên này đã nhanh chóng trở về Đức. Do bị mua chuộc hoặc do sự nhẹ dạ của các nhân viên ngân hàng mà hàng trăm người Đức đã bị giết hoặc tống giam. Vì vậy, Thụy Sĩ đã ra đạo luật về ngân hàng và quỹ tiết kiệm có điều khoản ngặt nghèo như trên. Để bảo vệ tốt hơn quyền lợi của những người gửi tiền, các ngân hàng nước này còn áp dụng hệ thống tài khoản bằng số. Chỉ có lãnh đạo ngân hàng mới biết tên người gửi tiền, còn nhân viên chỉ biết mã số mà thôi. Những người ngoại quốc có tiền gửi ngân hàng có mã số khác với người Thụy Sĩ. Số người biết được chính xác tên của khách hàng không đếm quá bàn tay. Tên người gửi không bao giờ thể hiện lên trong sổ sách, mà nó được bảo vệ vô cùng cẩn thận tại những tủ sắt khóa kỹ. Nhân viên giao dịch chỉ có thể biết số tài khoản, hoàn toàn không biết tên thân chủ. Nhưng trớ trêu thay, những biện pháp bảo vệ của Thụy Sĩ đưa ra trong đạo luật ban hành năm 1934 để chống lại Gestapo thì đến cuối năm Chiến tranh Thế giới thứ hai lại trở thành biện pháp cứu nguy cho Đức Quốc xã, cho phép họ gửi những khoản tiền lớn vào các tài khoản bí mật ở ngân hàng Thụy Sĩ. Các nhóm mafia, những quan chức tham nhũng cũng chuyển tiền về đây nhằm che giấu nguồn gốc bất minh. Từ thập niên 1980, nhà cầm quyền Thụy Sĩ và các ngân hàng đã nhận thức được mối nguy hiểm bị các tổ chức tội phạm quốc tế lợi dụng, nên họ đã xây dựng các kênh thông tin, triển khai các mối liên lạc hợp tác chặt chẽ với cơ quan phòng chống rửa tiền quốc tế. Trong thời gian gần đây, sau một số vấn đề liên quan tới việc rửa tiền và tham nhũng, Thụy Sĩ đã phải đồng ý trao đổi thông tin về một số tài khoản khách hàng. Tuy nhiên, các nhà tài phiệt giàu có nhất thế giới vẫn chọn để tiền của mình ở các ngân hàng Thụy Sĩ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Rất mong nhận được sự phản hồi, trao đổi, đóng góp ý kiến từ quý vị. Và đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!